Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tường Sang càng ngày càng gợi cảm hơn sau nửa năm trở thành Á hậu. Sau nửa năm giành ngôi Á hậu 2 Miss World Việt Nam, Tường Sang ngoài trung thành với phong cách nữ tính thì cô cũng chuộng đăng những bức ảnh mới mẻ. Tháng 8 năm 2019, Tường San được sướng tên là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam ở tuổi 18. 3 tháng sau, cô tiếp tục khiến người yêu sắc đẹp tự hào khi lọt vào top 8 Hoa hậu quốc tế 2019, cùng giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất. Nói về thành tích trên, Tường San cho biết cô có nhiều luyến tiếc nhưng vẫn hài lòng với kết quả đạt được. Sau nửa năm, cựu hot girl trung học phổ thông Phan Đình Phùng vẫn theo đuổi hình tượng trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Trả lời với phóng viên, cô cho biết cô không muốn mình cố tỏ ra gợi cảm khi chưa đến lúc. Dù vậy, hiện tại thì Tường San đã có nhiều sự thay đổi về mặt hình ảnh của mình. Trên trang cá nhân của mình, Tường San thường đăng ảnh đi dự sự kiện, đi du lịch và những bộ hình chụp thời trang. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khen Á hậu ngày càng xinh đẹp và trẻ trung, rất quyến rũ. Sau cuộc thi năm ngoái, cô chăm chỉ tham gia các hoạt động showbiz. Hình ảnh của Tường San chia sẻ trên tài khoản cá nhân cùng với Lương Thùy Linh và Kiều Loan, Tường San được đánh giá cao về khả năng giao tiếp tiếng Anh. Với độ tuổi còn trẻ và nhiều lợi thế khác, MX được kỳ vọng sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc mới. Tường San chi tiền đầu tư cho hàng hiệu trong chuyến du lịch mới tới Maldives gần đây. Á hậu gây chú ý khi sử dụng mẫu túi hiệu Dior Book tốt có giá từ 2.650 USD đến 3.700 USD tùy vào màu sắc. Đi kèm túi là mẫu dép quay ngang cùng thương hiệu nổi tiếng. Tường San mix một chiếc túi Burberry với set đồ ấm áp trong chuyến công tác nước ngoài. Từ trước khi trở thành Á hậu, cô đã sở hữu tủ đồ hiệu nhiều người mơ ước, túi của hãng Alexander McQueen, Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, người đẹp đều đã sử dụng qua. Những khoảnh khắc đời thường của Tường San được nhận xét có điểm giống với Tăng Thanh Hà. Khi nghe được ý kiến này, Á hậu nói cô vui mừng nhưng vẫn muốn khán giả nhớ đến mình bằng những hình ảnh riêng. Vẻ đẹp cổ điển với các đường nét thanh tú, sống mũi cao, bờ môi nhỏ nhắn của Tường San được nhận xét phù hợp với điện ảnh nước nhà. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.